Làm như thế liệu có ổn không? Được mà, vì chị Khánh. Hôm nay cho em đi cùng nhá. Ừ, đi thì đi. Vâng ạ. Thôi, hai chị em đi làm đi không muộn. Để bát em rửa cho. Ồ, hôm nay lại tranh rửa bát này. Có mấy cái bát mà, em ngoáng tí là xong thôi. Năm nghiêm của chị trưởng thành rồi đây này. Chị cũng yên tâm hơn. Dù ít hay nhiều cũng phải chủ động mà rửa. Lỡ mai này chị không còn ở bên cạnh, em phải phụ Trang làm việc nhà đấy. Đừng để cho nó làm một mình. Vở cái gì đây? Nhỡ nhức làm sao được? Ba chị em mình sống với nhau lâu dài cơ mà. Mặt làm sao đây? Em không sao cả. Rửa bát không quen, cày bát khó chịu thôi. Anh ạ, em cứ bình tĩnh đã. Thế bây giờ mình phải làm gì hả anh? Cứ vào trong xem thế nào. Chị Khánh. Hai đứa đi đâu đấy? Sao chị phải làm thế? Em đã linh cảm được chị gặp vấn đề gì rồi. Thế mà chị còn chối. Chị mua tóc giả, chị ăn uống ít đi, tính tình chị thất thường. Chị đi khám bệnh mà chị phải nói dối bọn em là chị đi du lịch. Sao phải khổ thế hả chị? Chuyện lớn như thế tại sao lại giấu vợ chồng em? Rồi sau này có chuyện gì, vợ chồng em sống làm sao ạ? Hai đứa theo dõi chị đi à? Chị ơi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì bọn em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị mà. Hai đứa đi về đi. Chiều chị về rồi nói chuyện. Bọn em không về. Bây giờ mình đi gặp bác sĩ. Bọn em cần phải biết bệnh tình của chị như thế nào. Đi, đi chị. Ôi khoan, nghe chị nói đã. Không nghe gì hết, đi thôi. Chị không có đi đâu cả. Anh. Anh Sơn. Anh xem nào. Anh còn bị thương ở đâu không? Anh đã bảo là không phải đến mà. Anh chỉ nhắn tin thông báo thôi. Có đứt nốt một đốt thôi. Đứt một đốt á? May là đến viện kịp nên nối lại thành công rồi. Lần sau làm gì phải cẩn thận đấy nhá. Dân làm mẫu bọn anh ấy, giang hồ tám ngón chín ngón là chuyện bình thường. Vẫn còn lành lặn được như anh ấy là hiếm. Sao làm cái gì nhớ để ý cẩn thận rồi đấy. Em cứ yên tâm. Tháo băng ra là ngón tay lại đẹp trai như thường.
Ngủ thế không biết. Mà thôi, anh cứ về trước đi. Anh còn phải ở lại đợi lấy mấy kết quả xét nghiệm đó. Không, em ở đây với anh. Đây là... Em chào anh ạ. Đây là Nghiêm, em trai của em. Và Trang là em dâu ạ. Xây xước nhẹ thế này mà cả nhà đến thăm, ngại quá. Thực ra bọn chị mới quen nhau được 3 tháng. Anh Sơn ly dị với vợ cũng được hơn 1 năm rồi. Anh ấy có một cái xưởng gỗ. Trước hay đến trường sửa chữa, đo đạc, rồi đóng đồ. Thế là bọn chị quen nhau từ đấy. Về sau, chị hay mang đồ chơi gỗ bị sứt mẻ đến thì anh ấy cũng sửa luôn. Thế là hai người yêu nhau lúc nào không hay? Ôi giời ạ, sao chị không nói cho bọn em? Chuyện đấy có gì đâu mà phải giấu. Chị thừa biết tính vợ em rồi đấy. Có một là phải nghĩ thành 100, 1000 chứ không phải là 10 đâu. Hai đứa hâm thật đấy. Chuyện khó như thế mà cũng nghĩ ra được. Chị ăn uống khoa học, sạch sẽ, ốm kiểu gì. Con Trang nó overthinking chị còn hiểu. Nhưng còn em ấy, biết nó hay nghĩ nhiều như thế mà vẫn làm theo cơ. Chị chịu em đấy. Ai bảo chị giấu vợ chồng em? Với lại tất cả mọi dấu vết bằng chứng đều rất hợp lý. Em không tin cũng phải tin. Anh Sơn thì cũng mới ly hôn. Bọn chị đang trong quá trình tìm hiểu. Nên mới ngại không muốn chia sẻ. Mới tìm hiểu mà chị làm như sắp lấy chồng đến nơi ấy. Suốt ngày dùng bọn em phải có con thôi. Ai bảo hai đứa cứ đùng đỉnh cơ. Không nói chuyện này nữa. Không được nói với ai đâu đấy. Anh Sơn không muốn nhiều người biết. Vợ chồng em chỉ sợ chị bị bệnh thôi. Chị không sao là tốt rồi. Chứ còn cứ thế này lại càng hay đấy chứ. Hả?